Mình mới mua được cây bút này nè các bạn. Đầu tiên mình xài mình phải lắc nó ha, lắc nó sau đó mình nhặn cái đầu này xuống. À, ra mực rồi nè, hình như là nó giống như viết xó vậy bạn, mà mình cảm giác nó giống như là còn vậy. Viết này mình dùng để vẽ cái bánh ha, để có chữ mắt xếp. Mình nói chung là thích khám phá, thấy cái nào hay thì chia sẻ các bạn xem. Thì thật sự mà nói thì trước khi mình vẽ cái bánh này thì mình phải rửa cái bánh cho thật sạch ha, mình chùi thật kỹ ha. Mình sẽ tiến hành mình vẽ lên ha, để gần cho các bạn xem ha. Đấy. Vẽ nha các bạn. Mình thì không được khéo tay lắm nha các bạn, bạn nào khéo tay thì vẽ nó sẽ đẹp hơn. Còn mình thì mình đó, chữ này chữ M đó các bạn. Tốt nhất là mình vẽ một nước rồi mình sẽ đi là một nước nha các bạn, nó sẽ chữ nó sẽ rõ hơn, sẽ đẹp hơn. Còn mình thì một nước về thì mình không ai, các bạn thấy không ạ, chỗ nào mờ thì mình vuốt lại ha, vuốt chỗ nó trắng cho nó đẹp. Có thể là lần đầu mình hay run tay, nhưng mà từ từ thì mình thấy nó xong chữ M các bạn thấy không ạ, nhìn cũng đẹp ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ vẽ hết những chữ còn lại ha. Trước khi mình vẽ cái dòng đó các bạn, để đừng cho nó lem. Tay mình hơi run ha, cho nên nó sẽ không có đẹp, nó sẽ bị hơi lem. Mình cố gắng ha. Đó. Bạn thấy không ạ? Cố gắng mình sẽ vẽ xong cái chữ mặt ship này.
tóm lại mình vẽ thế nào thấy các bạn yêu cầu nó bít là được. Nó chỗ nào nó không trắng thì mình có thể là mình đổ lại. Đều chứ một lần mình không có thể vẽ trắng được. À, thấy khác chưa? Đây, cái này nhìn mình theo mình nghĩ thì nó giống như chiếc xó vậy các bạn. Mình mua cây này là 10 chưa tới 20.000 ha. Mình nghĩ là cái môi cồn thôi, cồn nó pha màu trắng thôi mà nó không biết nó bám được bao lâu. Xong xong cái phần chữ mắc xích của mình, bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Nói chung thì nhìn thì nó cũng đặc sắc quá ha. Bên này mình vẽ được bạn xem này, còn bên đây là mình vẽ rồi nè, chữ mắc xích, chữ diamond ha. MA3D các bạn, đây nhìn thì nói chung nó cũng đẹp ha. Đó các bạn, nhìn nó đẹp hơn. Thì nói chung mình thấy cái này nó cũng hay, cây viết này chỉ có 10 mấy ngàn thôi. Hôm nào các bạn thử thì bạn thử mua cây viết viết xóa vẽ thử đi, phải mất công viết này. Cái này mình đặt trên mạng các bạn, viết vẽ bánh đặt trên mạng. Nó nói chung là nó thấy nó hay mình mua về mình chia sẻ các bạn thôi, cái thực chất là cũng không có cái gì đặc biệt. Nè, thử quay cho các bạn xem ha. Nói chung là nhìn nó cũng đẹp ha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo của mình nha.